khẩu trang Manchester dành cho những anh em nào thua trận, xong chúng ta kiểu chúng ta đi ra ngoài đường chúng ta bịt mồm lại, đeo khẩu trang và mở thẻ. Wow, đấy, Manchester nhá. Hello anh em, hello mọi người nhá. Hello anh em. Ui, chúng ta vừa trải qua lần update F4 gọi là lâu nhất luôn đấy. Ui, lần này ở đây cho các bạn xem luôn cái list sắp tới sẽ có mặt đây. Thật bất ngờ luôn. Mình dự đoán là tít khoảng tầm năm sau thì FIFA Online 4 mới update thêm icon, nhưng mà không, lần này update hết mẹ luôn. Torres này, Puskas này, Vidic này, Philip Nam này, Beckham này, Pauletta này, Pion nhiều lắm, phải gọi là quá trời luôn. Tôi không có thấy hình Marco Van Basten đây nhỉ. À thật sự, mình cứ nghĩ là phải đến tầm năm sau hoặc là ví dụ sau Tết đi thì FIFA Online 4 mới update thêm. Nhưng mà bất ngờ, lộ trình nó y như năm ngoái luôn. Và với đồng nghĩa với cái việc khi mà bên server Hàn bắt đầu ra cái sự kiện mà có thể mở được icon, bên Hàn thì mình nghĩ là chắc là sẽ ra một thẻ, còn bên mình là chắc vẫn chơi được kiểu nửa nọ nửa kia, nửa đạc nửa mỡ, thì sẽ chia ra một phần list nữa, ra ban đầu, một list ra về sau. Thì tôi nghĩ một cái content ban đầu sẽ là riêng về Vida hoặc là Fernando Torres hoặc là ấy gì đó. Tôi nghĩ là nếu mà content làm hay hơn chắc là chia ra cả ấy nữa, cả Eric Cantona nữa. Đó. A few moments later. Trước khi đến với lại màn mở thẻ đầu tiên của Vodka Quang trên stream thì xin phép anh em cho một tràng pháo like và một tràng đăng ký kênh để ủng hộ cho kèo mở thẻ ngày hôm nay nhá. Chúng ta sẽ có 6 gói trên một account. Và hôm nay tất cả anh em hôm nay gửi kèo mình sẽ tổng hợp vào clip vào sáng ngày mai. Kèo đầu tiên chắc chắn là chạy rồi. 11 Lozano. Ui, 99. Đấy, 700 triệu. Đấy, nó phải như thế này chứ. Đấy. Đấy, đi bộ ngay mà, biết ngay. Cờ gì vậy? Clavan. Mai thi kinh tế lo quá anh ơi. Không sao em ơi, cứ mở thẻ đi. Đêm rồi mình ôn thi. Mà không đêm thì sáng mai dậy sớm ôn thi tí em ạ. Ôn những cái công thức em. Xong rồi mình đi thi thôi. Cho em thi tốt nhá. Đấy rồi, số 16 Kovacic. Ôi, 116 triệu kìa. Trời ơi, con này có được ngon không? Không. Khoảng tầm 98 trở lên chúng ta ghi vào nhá. Tiếp nào. Let's go. Casera, Gonzales. Em toàn đi bộ. Ui, 6 gói mà toàn đi bộ là đen lắm ấy. Tay Sam lau ún. Sao chỉ số thấp thế? 6 gói nào, đến lượt Vũ Ngô nha. Ui, chả nhẽ thằng Vũ Ngô đi bộ 6 con. Inler. À, tôi nhớ ông này. Hôm nay chỉ số 88. 88 đập lên cộng 8 hợp lý rồi. Tiếp nào. Parker. Qua được ngày mai là đỗ đã. À, thế thì vui vẻ thoải mái đi. Trời ơi, thế là ngon rồi Huy ơi. Ui, hôm nay mấy ông kiểu chưa chúc mừng sinh nhật vào muộn hay sao nhỉ? Cảm ơn Hiếu Bati nhá. Ủa, lâu lắm không gặp em luôn đấy. May thế. Ở đây còn bạn nào lâu không donate không? Này, lâu lắm không gặp mấy bạn luôn đấy. Nhớ các bạn thật sự. Đêm nằm ngủ cứ nằm mơ đến tên các bạn luôn. Felipe. Con này của đá từ Atletico lâu lắm rồi đấy. Thì mình nhớ từ hồi mình đá PES là có rồi. PES 10, PES 11 có Felipe rồi đấy. Làm 200k được 6 gói. Vũ Ngô chạy 2 con rồi. 39. Fischer người cá. Rồi ơi. Còn hai gói. Đi bộ rồi, giống chắc giống nick mình rồi. Caric. Thằng này vô địch lắm vậy. Đây rồi, con thứ 3 số 11. Sedan Saquiri 93. Nó cứ tà sao nhờ. Mở. Brahim. Nào nào, những anh chàng chất lượng đâu rồi. Ở nước ngoài gửi kèo qua Facebook cá nhân ở dưới phần mô tả nhé, kéo xuống nhá. facebook.com/Vodka Quang nhá anh em nhá. Em cứ từ từ nhá, tôi vào kèo dần dần nhá. Ô, hôm nay chưa chạy hôm nào. Tí tôi phải xin phép một ông nào đấy mở ôn 6 gói thử xem nó sẽ như thế nào. Có ra là rô béo không? Ông này sao chưa chạy hôm nào này? Ơ! Đây rồi, số 28. Tuyển Pháp. Và Buena. Hiểu. Cái gì vậy? Đây rồi. Số 23. Brazil, nước cam Miranda. Nhưng chỉ số chỉ có 96, nhưng mà chúng ta cũng thu về được 200 triệu. Cũng được được đấy. Số 7, Thổ Nhĩ Kỳ, Anaturan. Anh này được tận 2 con chạy luôn rồi. Làm 3 con chạy luôn à. Ôi. Con này DRS à? Có. Ui. Số 3, Benjamin Mendy. 200 triệu. Tốc độ 100. VTR chắc rồi. Có mùa này. Ui. Chạy nhiều thật sự. Glitchy. Nhưng mà chưa được con nào cao cao 98, 99 nhở. Chả nhẽ mỗi nick mình đỏ. Mở. Mở xe ơn. Sao gói chạy rồi. Số 12, Tuyển Bỉ, Miêu Nê, 197 triệu ngon nhất, chỉ số 99. Trời ơi, hai ông ACB. Hai củ mua được bao nhiêu BP trắng á? Hai củ chỉ ông chỉ đi mua được một cái gì đấy nó tiện lợi cho ông hơn đi. Ông hỏi tôi mua BP tôi chịu. Gì đây, gì đây, gì đây? Người Thụy Điển. Em cần người Thụy Điển nhưng là ST nhé. Em không cần CDM. Mà bao nhiêu huyền thoại toàn cho em là cái gì vậy? Luis à? Ui. 95, 200 triệu. Ê, con này ghi vào đây. Ghi cho nó vui thôi. Đây rồi, số 7. Không phải cua đồng mà là đĩa. Gọi là cua đĩa. Tiếp nào. Savic à? Không phải. Tiền đạo người Serbi, Lukazovic. Ủa sao con này chỉ số 86 vậy? Thấp thực sự. Ui, 29. Tuyển Pháp. Tuyển Pháp nhiều người thật sự ấy. Ô, Coman này, Bạn này ngon nhờ, được hai con ngon, được 400 triệu luôn. 16. Vẫn là Kovacic. Không, bạn nào bạn yêu cầu mình mở full mình mới mở các bạn ạ. Thật. Nick của người ta mình không phải tùy tiện được. Mình vào người ta, nhà người ta mình phải gọi là rụt rè tí. Sau đó mình mới tấn công tiến tới được, hiểu chưa? Đấy. Các bạn vào nhà bạn gái các bạn cũng vậy. Các bạn không thể vào một phát nào các bạn lên giường bạn gái chơi được, các bạn phải chào hỏi cái đã. Trong vài lần sau các bạn vào các bạn gọi là rủ bố vợ các ông ra ngồi uống rượu chơi cờ các lúc đấy các ông mới được gọi là thỏa thích được. Anh không có shop bán ác nhá, anh nói nhiều rồi. Những shop bán ác nào có tên anh đều là lừa đảo, cho nên là anh nói quá nhiều về cái vấn đề này rồi đấy. Các bạn vẫn cứ hỏi, trời ơi. Mà các bạn nào xem từ lâu rồi các bạn đã biết thừa là tôi không bao giờ liên quan đến bên shop rồi. Lại Jovic, ông này có được Gmz nhưng mà sân chỉ số nó cứ thấp thấp vậy nhỉ. Số 2. Danilo. Con này là đá cho Real đúng không? Juve. Rồi đi bộ luôn. Brahim. Tiếp nào. Đấy rồi, 85 sơ số nó cứ to to ấy nhở. Ô, Renato. Trăm 27 triệu vẫn hơi ít nhở. Đấy rồi. Nhìn nếu ông nào đi giày huyền thoại chán nhở. Pizzic. Phải có mấy ông kiểu chạy giày huyền thoại mà ra ngăm ngăm cơ, lúc đấy mở với sướng, thề với các ông luôn. Robéo, Gullit, cạc lọt các kiểu. Số 6. À, Kheriza này. 97, 200 triệu. Được. Đấy. 7. Hả? Bellucci. Trời ơi. Vợ mua được bằng tiền á. Ui giỏi là hồi chị. Này bây giờ đưa tủ giày chắc phải mua một cái gì đấy hộp to to đùng đùng để mỗi đôi giày một khe nhỉ. Nhìn chắc nó sẽ đẹp lắm đấy. Danilo. Cậu bị điên à? Tôi là người sống vì tình cảm. Sao phải kiếp vợ bằng tiền được các cậu? Cậu bị điên rồi. Lại là HCB. Ủa? Giờ này đâu anh chọc với anh? Trời ơi, nhìn anh lạ quá. Tròn xe như quả bóng tròn. Toàn có cầu thủ mùa mới nhở. Đéo là ông nào huyền thoại ạ. Quắc y là đây là à u là. Ôi giời ơi. Ui, nhìn giống siêu nhân đấy. À ông này đá cho Leicester City này. Sao em vẫn bị bảo trì với anh á? Ôi, em thử tua lại thời gian xem nào. CDM. Cộng đồng mạng Udibe. Mở 2 đi. Mở. Ôi thủ môn. Thủ môn người Úc. Anh John tóc dài. Riet. Ôi giời ơi. Chưa phải giày huyền thoại các ông ạ. Anderson tài ca 100 triệu. Ôi rồi vẫn chưa được ông huyền thoại nào. Amtiti à? À Mangala. Con này dạo này nắm mùa vãi. Ô, con này được 200 triệu rồi đấy. Đây rồi. Số 3 Breme. Đủ. Trời ơi. Trời ơi là trời. Trời trời ơi. Huyền thoại rồi đấy. Nhưng mà sao huyền thoại này chỉ số có 94 vậy? Nếu con này... Ui huyền thoại này. Số 7 Sơn Lác à? Lẻ lưỡi. Trời ơi. Trời ơi. Hai cầu thủ huyền thoại mà ra toàn Sơn Lát thế này, Bremen thế này. Ủa, Nguyễn Thoại. À không phải, nhớ phải. À, con này tóc dài vậy. Chinesky, Chinesky. Đọc khó vãi đỉnh luôn ạ. Much later. Khẩu trang Manchester dành cho những anh em nào thua trận xong chúng ta kiểu chúng ta đi ra ngoài đường chúng ta bịt mồm lại. Đeo khẩu trang và mở thẻ. Wow. Đấy, Manchester nhá. Đấy. À đúng rồi, tôi còn thiếu vitamin tiền nữa không ạ. Thầy. Chạy rồi. Đây. Ui, HCB. Man U đâu? Ôi giời ơi. Hôm sau mà Man U mà thua là bị loại đúng không? Hòa thì không loại, mà thua là loại đấy. William. Ôi bây giờ đéo trắng gáy thề các ông luôn ạ. Gáy là giỏi luôn. Trời, tôi đang thực sự là tôi đang muốn kiếm một con thật sự ngon, xong tôi sang bên Nono cho nó vui vẻ. Anh em xem bên YouTube nó tình cảm rồi đấy. Làm thêm con Nono nó cũng là ngon. Paulinho, xin phép ghi Paulinho William cho nó dài cái kèo này đi. Số 9. Úp, Sanchez. 97. 300 triệu. Đấy rồi, bắt đầu dấu hiệu là những sự may mắn đang tiến đến gần. Balotelli 95. Ôi rẻ đấy. Ôi giời ơi. Ui, bạn này chạy nhiều, bạn số 5. Blank. Ui 93. Bạn này đỏ chó vậy. Ba con đều chạy, ba con đều ngon. Blank này có siêu cản phá không? Đây rồi, số 8. Lung bớt. À. Ui. Ui. Lung bớt bắt vậy. 101, 2 tỷ. Trời ơi, lụm tiền. Vô lý vậy. Ui. Bắt thật sự. Ui, bía Nono đấy các ông ơi. Ui, huyền thoại này. Số 10. Haji. Đủ 95. Trời ơi. Tiếp nào. Đồ dùng trong nhà những mua dần thôi. Anh cũng anh vạch ra những cái đồ mua trước em ơi. Ôi, Macerano này. Ê, 98 này. 376 triệu. Thề mà tôi làm trong cái nghề này tôi cũng đen nhiều rồi. Cứ làm thôi. Dội gỗ ốp tường á. Thì tôi cũng đang tính. Ôi, Vidal này. 98, 444 triệu. Được nhỉ.